Việt Nam nước non ngàn dặm. Việt Nam nước non ngàn dặm. Đây là khung cảnh quê hương ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1967 đến năm 1975, làng Chi Thủy, quận Tân Hải, tỉnh Ninh Thuận, nay là làng Chi Thủy, xã Chi Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Đây là núi Trùng Sơn, nơi có đền Văn Thánh Miếu, nơi thờ Khổng Tử và các học trò Tuân Tử, Mạnh Tử. Và hiện nay thì ở nơi đây, trên sườn núi và đỉnh núi có thiền viện Trúc Lâm, Viên Ngộ. Tôi đang có mặt ở khu Ni Xá, Ni Viện. Và đây trước mặt quý vị là đầm Nại. Đầm Nại thì chắc cũng phải rộng đến gần 10 km vuông. Ba bề là núi và thung lũng. Còn mặt phía đông nam là biển, khu vực bãi biển Ninh Chữ. Và đây là khu vực hòn đá Dao. Hòn đá này nó có hình một con dao dựng đứng, cho nên người dân địa phương gọi là hòn đá Dao. Và cái hòn đá Dao đã bị sụp đổ dưới chân núi. Thưa quý vị và các bạn, đây là hòn đá Dao ở trên dãy núi Trùng Sơn. Bên tay trái quý vị là hướng trái quý vị là núi Trùng Sơn. Cạnh bên Đầm Nại, quê nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị. Ông Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1967 đến năm 1975. Còn đá Dao có hình con dao. Đây, nó ở trên núi Trùng Sơn phía này đây. Nó dựng đứng lên hình con dao và năm 1974 thì nó bị đổ. Và đây, bây giờ nó đang nằm ở đây đây. Và chính vì vậy người dân địa phương mới đồn đoán rằng ông Thiệu sẽ bị đổ. Trước mặt quý vị là đầm Nại, là đầm nước mặn nối thông với biển. Đây, phía xa xa này đây là vực biển Ninh Chữ, nay thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải và thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thì đầm Nại được nối với biển thông qua cái cửa biển ở chỗ cái tòa tháp, cái ngọn núi cao cao kia. Và ở trên núi Trùng Sơn này thì còn có cái Văn Thánh Miếu thờ Khổng Tử mà một số người dân địa phương cho rằng là do ông Thiệu được bỏ công đã tu sửa. Có một số người dân địa phương thì họ nói rằng là do ông Thiệu lập ra. Sau này thì Văn Thánh Miếu bị bỏ hoang và hiện nay thì đang được trùng tu trở lại. Đây là cận cảnh hòn đá Dao. Nó bị sụp đổ năm 1974 và chính vì vậy người ta nói rằng là nó báo hiệu cho sự sụp đổ của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa, và kéo theo sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ở bên đầm Nại này thì còn ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu. Và trên lối đi vào nhà ông Thiệu thì có cái núi gọi là núi Mặt Quỷ, còn núi thấp xa kia là khu vực bãi biển Ninh Chữ, nơi ông Thiệu có một cái căn nhà mát. Tức là làm ở đấy để hóng gió biển, nghỉ ngơi khi mà ông đi kinh lý về Ninh Thuận cũng như về thăm bố mẹ. Đây, cận cảnh Hòn Đá Dao. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện về một thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh cực Nam Việt Nam cũng bị sụp đổ trong cuối những năm cầm quyền của một nhân vật rất lớn trong chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau khi cái ngọn núi đó, một phần ngọn núi đó sụp đổ thì nhân vật đó cũng ra đi trong một cuộc đấu quyết liệt giành chức vị đỉnh cao của chính trường nhưng mà không thành công. Cầu Chi Thủy, đây là cây cầu mới bắc qua Đầm Nại để bước vào làng Chi Thủy thuộc xã Chi Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận hiện nay. Vốn là làng Chi Thủy, xã Tân Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, và đây là quê hương của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Còn đây là Đầm Nại, đầm nước mặn nối từ cửa biển Ninh Chữ, nơi có bãi tắm Ninh Chữ nổi tiếng. Nó thắt cái eo ở đây qua cái cầu Chi Thủy này và nó mợn nở rộng ở phía trong. Ba mặt là núi và thung lũng, còn một mặt phía đông nam đây là biển, Biển Đông. Cầu Chi Thủy bắc qua eo của Đầm Nại, nối làng Chi Thủy với thị trấn Khánh Hải, huyện lỵ của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Đây là cái cầu Chi Thủy mới được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bắc sau này thay thế cho cây cầu Chi Thủy cũ, hiện chỉ còn những trụ cầu đấy thôi. Theo những người dân địa phương cho biết là do trước đây khi ông Thiệu còn ở làng Chi Thủy phải đi đò qua cái eo Đầm Nại này, đi học ở bên thị trấn Khánh Hải, cho nên sau này khi mà trở thành Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa thì ông đã cho bắc cây cầu Chi Thủy để tiện đi lại và cũng là tiện để cho ông về thăm cha mẹ. Phía xa xa kia, ngọn núi kia, đó là núi Mũi Dao. Đó, nó thực ra nó là núi Trùng Sơn. Ở trên đó thì hiện nay đang có thiền viện Viên Ngộ và chùa Trùng Sơn. Thì cái chỗ mà có cái cột anten cao cao ấy đi thẳng xuống, đấy là đá Mũi Dao. Và qua cầu Chi Thủy bên tay đi từ thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải vào, bên tay phải là núi Mặt Quỷ. Đây là hẻm vào ngôi nhà hiện nay thuộc gia đình ông Lương Văn Tâm và bà Lê Thị Lê ở thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nhà này hiện nay đang làm nghề trồng hoa cây kiểng. Và đây chính là ngôi nhà cũ của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1967 đến năm 1975. Ông Nguyễn Văn Thiệu sau khi mà từ chức thì ông đã rời Việt Nam đêm ngày 25 tháng 4 năm 1975. Ông sang Đài Bắc, Đài Loan, sau đó lại sang Anh định cư và cuối cùng ông sang Mỹ định cư và mất ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại Boston, Mỹ. Ở trong ngôi nhà này thì có lẽ cái cây cổ thụ, cây me này chắc là cây cổ thụ nhất. Đây còn có cây dừa nữa. Những thông tin trên mạng cũng cho biết là ông Nguyễn Văn Thiệu đã xây ngôi nhà này cho cha mẹ mình vào năm 1973. Và cái khu nhà này có diện tích ở khoảng 300 m2 trên mảnh đất khoảng 500 m2. Đây là khu nhà dưới. Đây là hẻm trước nhà. Chúng ta sẽ vào xem. Ngôi nhà này chỉ có 3 gian thôi. Đây là gian thờ. Phía trên là có bức đại tự Đức Lưu Quang, tức là có đức độ thì sẽ được lưu lại, truyền lại như ánh sáng, như cái ánh sáng truyền lại. Ở gian giữa hiện nay thì chủ nhà dành để thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, thờ Phật. Bên đây là đại tự do xã Chi Thủy tặng khi mà ngôi nhà này được khánh thành năm 1973, là phần hạnh sinh quang, tức là quê hương sinh ánh sáng vinh quang. Còn bên trái của ngôi nhà là có bức đại tự Thiện Gia Hữu Khách, tức là gia đình Thiện Gia Hữu Khánh, tức là gia đình là nhà có phúc, là do viên chức của tỉnh Ninh Thuận tặng vào năm 1973 khi mà ngôi nhà này được hoàn thành. Đây chỉ có như vậy thôi. Ngôi nhà này sau khi bị bỏ hoang vào năm 1975, năm 1998 thì tỉnh Ninh Thuận đã cấp cho gia đình cụ Trương Thị Thìn, là người ủng hộ cách mạng. Và sau khi cụ Thìn mất thì hiện nay con của cụ Thìn là ông Lương Văn Tâm và con dâu là bà Lê Thị Lê cùng con cháu sinh sống ở đây. Ồ, cô ơi, vậy là cái nhà này chỉ có 3 gian hả? Cái nhà cũ là chỉ có 3 gian hả cô? Dạ. Nhà tổng thống là thế này thôi. Cái làng ông nó làm cá đúng không cô? Nhưng mà cũng nghèo, không giàu. Nghèo nhất đấy hả? Dạ. Dạ. Ồ thế ạ? Bây giờ mình vẫn đi làm mướn ạ? Dạ, ô thế ạ. Nhưng mà làng mình là đi làm mướn ở khu công nghiệp hay là đi Sài Gòn? Quận 2. Thế ạ? Không có sao đâu, trời Tết gầy sòng bài tứ sắc cho vui. Thật. Dạ. Con lại tưởng là làng này là mọi người làm cá, nhưng hóa ra lại đi ấy, làm mướn ở các nơi khác. Dạ. 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 Và cái nhà này là mình có phải tu sửa lại gì không cô, hay là vẫn như vậy? Dạ. Nhưng mà nhà này bây giờ so với nhà của các quan chức cấp huyện thì cũng không chả bằng. Và nhà cha mẹ. Dạ. Nhờ mộ phần của cha mẹ ông ấy còn ở đây không ạ? Còn ở trong làng ạ. Dạ. Đây ngôi nhà này thì cũng đã hư nát một số nơi, ở chỗ này là đã bị dột mưa nắng rồi đây này. nhà ba mặt có hiên tạo ra cảm giác thoáng mát. Đây là phía trước nhà, sân rất hẹp. Đồn đèn vẽ nha, mai mốt để nữa mà đồn là cũng phải chung phòng thẳng không thiếu á. Đồn chung phòng sao chứ không thiếu nữa. Đây hành lang, còn đây là công trình phụ ở dưới. Đây là chắc là bếp với các thứ. Vậy là hết rồi. Đất chỉ cái nhà này chỉ có như vậy thôi. Ba gian. Trên đây là có cái sàn chống nóng. Nền gạch vẫn là gạch cổ, gạch hoa, gạch bông ngày xưa. Đó là bính kỳ chứ không có bính kỳ chốt luôn hả? Ủa đâu? Cái cây sao còn 2 cây? Cái cây em xâm cây si vàng. Ông Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1923, mất năm 2001. Ông là một vị tướng bộ binh, hàm trung tướng, xuất thân từ khóa võ bị đầu tiên của quân đội quốc gia do Pháp đào tạo. Và sau này trở thành sĩ quan thuộc quân đội Liên Hiệp Pháp. Sau đảo chính Ngô Đình Diệm là tổng thống đệ nhất của tổng thống đầu tiên của nền Việt Nam Cộng Hòa, của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất, thì ông Thiệu làm chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1967. Và từ năm 1967 thì ông trở thành tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa đến năm 1975. Ngoài ngôi nhà này, ông xây cho cha mẹ ông vào năm 1973. Thì ông còn xây một cái căn nhà mát, tức là nhà nghỉ mát ở bãi biển cách đây khoảng 2 cây số, nay thuộc khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ. Thì khi ông về thăm cha mẹ hoặc là kinh lý ở vùng Ninh Thuận thì ông sẽ nghỉ ở cái khu nhà mát đó. Khu nhà mát đó thì nó cũng đơn giản thôi chứ cũng không phải là một cái biệt thự gì nếu mà chúng ta đã xem ở trên mạng. Và cách nhà ông Thiệu không xa là núi Mặt Quỷ, nơi án ngữ eo của Đầm Nại chảy từ Biển Đông vào trong đất liền. Và sau khi tham quan ngôi nhà ông xây cho cha mẹ ông năm 1973, khi ông vẫn còn đang trên tột đỉnh quyền lực của một thể chế Việt Nam Cộng Hòa, thì những người mà biết ông Thiệu hoặc là sau này biết ông thì chắc chắn không thể quên câu nói nổi tiếng của ông mà ai cũng nhắc đến. Cách đây vài năm, năm 2012-11 thì nghe nói chính quyền tỉnh Ninh Thuận biến cái căn nhà này trở thành khu du lịch, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa thấy. Ô cô ơi, sao con thấy bảo mấy năm trước là chính quyền tỉnh họ muốn nói với nhà cô là chỗ này biến thành khu du ở cái nơi tham quan du lịch mà cô, thế bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì à? Lại không làm ạ. Như cô chủ nhà cho biết là đến nay thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, và hiện nay thì gia đình cô vẫn ở cái căn nhà mà nhà nước cấp cho mẹ chồng cô là cụ bà Trương Thị Thìn vào năm 1998. Đây là khu vườn phía sau nhà ông Nguyễn Văn Thiệu. Ngôi nhà này có 4 mặt đều là hiên, cho nên nó khá thoáng dù diện tích đất chật chội và không được vuông vắn. Đây này, đến đây thì nó lượn ra đây, khu đất này không được vuông, không nở hậu. Đây, khu vườn mấy chục năm rồi, 40 năm nói chung vẫn khá chắc chắn, trừ một số chỗ bị mưa dột, trừ một số chỗ là ngói đã bị hư, bị hỏng ở đây. Năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tết này cô bao nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi. Vâng, 57 tuổi. Cô về đây lâu chưa ạ? Cái chồng về đây lâu rồi chứ. Dạ. Nhưng mà cô về cái nhà đây là 25 năm. 25 năm, vậy là khoảng tầm năm 9 mấy là cô về đây rồi nhỉ? 99, 95. Cỡ năm 93. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 24 năm. 24 năm, tức là khi mà sinh bé này là cô về đây 24 năm. 24 năm là năm 928. Vậy là năm 94 gì đấy, khoảng 94. Vâng. Thế là hồi đấy là khi mà cô chú về đây với mọi người ở đây thì có biết cái nhà này là nhà cũ của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Nhưng mà hồi đấy mình về đây thì mình thấy thế nào? Mình có đầu tiên mình đến mình thấy cái nhà này thì mình thấy thế nào? Rồi cái này bên tỉnh đồ cho người già ở, người già cách mạng á, cho ở người già như là xin ở dưới rồi bị tỉnh ở cho ở là mình giao chịu khó cho mình. Nhưng mà khi cô về đây thì trong nhà những cái đồ đạc các thứ còn không? Cái nhà không à, nhà không. Tức là chỉ còn mấy cái câu đối các thứ thôi chứ còn đồ đạc nội thất chả còn không có gì. Lúc đó thì nó có còn có bị hư ngói hay cái gì không? Về mình có phải sửa gì không? Không. À thế à, vâng. Nhưng mà hồi đầu cô chú đến đây, mấy bà đến đây thì thấy cái nhà này nó có to quá hơn so với hình dung của mình không? Hay nó vừa hay là nó nhỏ quá? Cũng biết phải nói là cho bà già nữa. À. Bà già là người ở đây biết. Bà nhà mình về đây từ năm bao nhiêu? Trước đó thì về đó cũng về gia đình ở nơi đó. À là bà mẹ chồng cô mới lại ra cô chú về đây cái cùng năm. Dạ. Thế là bà nhà cô là bây giờ là mất rồi hay sao? Dạ. Hồi đấy là bà có phải là người ở thôn này không? Có phải thôn là thôn Chi Thủy luôn. Thôn Chi Thủy nên về vợ của ông Thiệu thì già biết hết. À thế à. Nhưng mà hồi đấy ở đây ông bà nhà mình cũng không có đất à, không có nhà ở hay sao mà về sau thì chính quyền họ lại cấp cho cái nhà này. À, trong cái thôn này, cái làng này thì đất chật lắm à? Thì đó lên nó cũng biết chật hay rộng. Dạ. Là cái nhà này ta ở hồi lúc ở trên kia này sao mà dạ. Không chật, dạ. Đó là mình không hiểu. Dạ, dạ. Tức là trước khi nhà cô đến đây thì cái nhà này là hồi đấy chỉ có bên tỉnh họ quản lý thôi đó, chứ chưa có ai ở hết à? À thế à, dạ. Mà cô là cũng là người ở Chi Thủy này à? Không, người ở Nha Trang. À, cô ở Tuốt ở Nha Trang. À, cô lấy chồng về đây. Thế bây giờ thì cô làm gì và chú làm gì ạ? Chú làm bên bonsai đó. Cây kiểng bonsai. Còn mình thì ở nhà là không chịu nhà. Dạ. Đi biển đi đập hào nữa. À, đập hào. Dạ. Thì cái mỗi ngày mình có kiếm được bao nhiêu tiền? Kiếm 50 triệu. Thì cô chú được mấy người con ạ? 5 người. 5 người thì bây giờ còn ở đây mấy cô chú mấy người? Có một người. Thế còn mấy người kia là đi lấy vợ lấy chồng ở nơi khác? À thế à. Sau này cô có nhớ từ năm nào là có người ta ví dụ có nhà báo hay là những người dân hoặc là những người nghiên cứu lịch sử hay là những người đi du lịch họ đến nhà mình không, từ năm nào không? Dạ. Sao con thấy là con đọc ở trên mạng thấy bảo từ năm 2012 ấy là chính quyền tỉnh Ninh Thuận muốn lấy lại cái nhà này ấy, xong rồi để làm cái điểm du lịch ấy, thì từ đó đến nay cô chú không nghe thấy à? Có nghe nhưng mà không có lấy làm du lịch từ nó cho Sài Gòn. Chốt là chốt hết rồi, không chốt chốt này. Chốt đây thì ta tuổi này dạ. Tức là cái nhà này là nhà nước chỉ mới giao cho mẹ chồng cô ở thôi chứ chưa có giao quyền sử dụng đất cho, chỉ cho ở nhờ. Mình có phải đóng tiền đất hay tiền nhà hàng năm không? À, thế hả? Dạ. Thế còn khi nào họ lấy thì mình cũng không biết đúng không? Khi nào lấy thì mình trả lại. Thế còn cái gần nhất là giao cho hội người cao tuổi của xã à? Hay của tỉnh? Nhưng mà họ không dám không nhận hả? Họ không nhận. Thế là từ hồi đó thì cô chú có phải sửa lại cái này nhiều không? Không, cũng tu bổ lại cũng như sơn vô viết vô rồi nè. Bây giờ cô thấy ví dụ nhiều người mà quan chức nhà họ to lắm thì so với cái này, cái nhà này với nhà bây giờ đấy chả là cái gì. Cha mẹ ông về ông thăm, đi. Dạ. Thế là phần mộ của cha mẹ ông Thiệu là vẫn nằm ở cái thôn, cái làng Chi Thủy này. Dạ. Cái này là cái hiên rộng quá nhỉ, hiên phải rộng bằng nửa cái nhà đấy nhỉ. Cái nhà này mà hồi những năm 7 mấy, 8 mấy mà so với ở trong cái thôn Chi Thủy này thì là lớn hả cô? Nhưng mà bây giờ thì so thì cũng là bình thường. Bây giờ là nhỏ hơn. Ở Chi Thủy này thì bây giờ mọi người như mấy cô nói là phần lớn đi làm mướn à, ở Sài Gòn à? Chứ ở trong đây là mình có cái nghề gì không? Mình làm muối hay làm cá gì không? Có chứ, có người làm biển, người đánh cá, lưới đồ đó. Dạ. Đi đập hàng, đi ra đầm rồi làm ngao bắt ốc nữa. Dạ. Ở đây chỉ có làm gì thôi. Dạ. Đi lại đi mướn, đi làm mướn ở xa rồi nữa. Dạ. Nhưng mà nếu mà ở đây làm sinh sống rồi không có đủ ăn. Vậy. Đi đầm đi đồ đi cho nhà 100, 200 ta ít nhất là nói chung là trên đường là 100. Đối diện là căn nhà cũ của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa xây cho cha mẹ, thì còn một căn nhà nữa cũng còn khá cổ, 3 gian và chỉ có 1 tầng thôi, tức là trong Nam gọi là 1 trệt. Còn đây là hẻm. Còn đây là toàn cảnh nhà ông Nguyễn Văn Thiệu xây cho cha mẹ năm 1973 ở trên đỉnh cao quyền lực, tột cùng quyền lực. Đây, đây là toàn cảnh căn nhà. Căn nhà này cũng chỉ có 1 tầng thôi, 3 gian. Giữa là gian thờ và hai bên là nhà ở. Chú tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Chú là Huỳnh Ngọc Phụng, năm nay 70 tuổi. Ồ thế ạ, chú là người của làng Chi Thủy này. À thế ạ. Con nghe nhà cô Lê nói rằng là mộ của cha mẹ ông Thiệu là vẫn còn ở đây à? À còn ở đây, không nhưng mà lúc là hốt đi rồi. À lại hốt đi rồi. À chắc là nó nằm cái hướng của cái trường coi là trường Lý Thường Kiệt. À đây là cái trường như thế này. Dạ dạ. Tức là con cháu ông ấy về đây hốt đi rồi. Hốt đi lâu chưa ạ? Hồi cách đây gọi là có thể nó là cỡ 30 năm, tức là hốt hồi mới vừa giải phóng xong rồi cỡ 10 mấy năm. Okay. Vậy là nhà ông Thiệu anh em trong đây giờ không còn ai ở đây nữa. Họ hàng các thứ không còn ai, anh em không còn ai. Không, nếu mà nói đến là coi như là thì còn con cháu thì còn. À con cháu. Dạ, dạ. Chứ còn cái người ở bề trên thì đã mất rồi. Dạ dạ. Vâng. Dạ. Thế là đi từ Khánh Hải, đi từ Phan Rang Tháp Chàm vào đây, đi qua cái Đầm Nại này thì sẽ nhìn thấy là bên tay phải. Đầm Nại tức là ở bên cái cầu gọi là Dương Khánh, tức là Đầm Nại. Dạ. Qua đây là thuộc về Tri Thủy. Dạ. Cái trong đây nó nở rộng ra khoảng mấy cây số chứ nhỉ? Mấy cây số vuông, mấy km vuông ạ? Ở đâu? Cái Đầm Nại nó vào trong ấy. Chỗ này nó thắt lại thành cái eo. Nó đi từ cửa biển vào. Người ta gọi là cái khu vực của nó là cái Đầm Nại. Dạ. Cái Đầm Nại tức là nó gồm có mấy xã rồi. Dạ. Nhưng mà cái mặt đầm thì nó rộng khoảng mấy cây số vuông hả chú? Có ước chừng được khoảng 10 cây số vuông. Đúng rồi. Trong đây thì nó có cái đặc những con gì không? Hào hay là tôm cua gì không? Coi như là nói về đặc sản của là cái này thì nó rất đủ loại. À thế ạ. Dạ. Thế và những cái vật mà gọi là nói về hải sản thì nó có rất nhiều cái đặc sản. Dạ. Nhưng mà đặc sản ở đây là đặc sản đặc biệt. Dạ. Nó có nhiều cái con gọi là không thể biết được. À thế hả? À, có nhiều cái hồi đó cái thời của ông Thiệu, dạ, nó có những cái con gọi là cái con móng tay nè, móng tay à, đó đó, rồi những cái con gọi là cái con móng tay nè, đó, rồi những cái con gọi là tức là hào nè, hào biết nè, à thế à, đó. Rồi có hà tiên nè, à thế à, rồi còn hà tiên nữa, à đó đó, đầu tiên con nghe đó, nó nằm sâu ở dưới mà nó bám vô ở trong những cái kim cọc, à, nó bám vô những cái đá, à thế à, dạ, dạ. Bây giờ thì không còn nữa hay sao? Không, nó cũng còn, nó cũng còn, à cũng còn à, dạ, dạ. Thế năm 74 mà như bác kể là cái núi Mũi Dao này nó bị đổ à? Đổ trong đêm hay ban ngày ạ? À? Cái đó về đêm. Ban đêm ạ? À. Tức là nó chuyển đổ, tự nhiên nó có biến động, một tiếng nổ ồn. Dạ. À, thì cái đó thì hồi của chú thì lúc đó thì chú không biết được. Nhưng mà nghe tiếng nổ. À. À tiếng nổ của nó rồi qua sáng mai lại. Nhưng mà nó hay ở cái chỗ này, cái hòn đá đó là, chú nói cho con nghe. Yeah. Cái hòn đá đó nó nằm cái hướng là nó nghiêng thế này, nó nghiêng ở ngoài này thì cái mặt ruộng, dạ, cái hướng bên này thì hướng mặt mặt núi, dạ dạ, à, nhưng mà ngược lại khi mà nó có tiếng nổ thì nó không ngã về cái hướng này, dạ, mà nó lại ngã về hướng núi, ngã về hướng núi, à vậy, dạ dạ, à tức là cái linh tính của đó, dạ dạ, giải phóng miền Bắc, giải phóng miền Bắc. À thế ạ. À. Tức là nó ngả về phía Nam hay sao ạ? À nó phải ngả về phía Nam. Nó không ngả về hướng Bắc. Dạ. Nhưng mà cái hướng Bắc thì cái hướng Bắc. Hướng Bắc là hướng thấp mà là ruộng mà lại không ngả về. À nó bà nó ngả về hướng Nam. Dạ dạ. Mấy ngựa đi nha, tôi chạy về trước rồi xong tôi ở dưới đây. Xuống đây cách đây một cây số. Dạ. Nó có một hòn đá gọi là đá mặt quỷ. Đá mặt quỷ. Dạ. Tức là một cây số thì mới đến đá mặt quỷ. Chứ đây không phải chú, ngay chỗ chùa Kim Sơn này thì không phải là núi mặt quỷ à? Không. À, còn chú thêm khoảng một cây số nữa. Một cây nữa. À, thế ạ. Tức là con tới ngay chỗ cái ủy ban xã Tri Hải. À, con nhìn chỗ xã Tri Hải, con nhìn lên. Dạ. Nó có hai hòn đá. Dạ. Một hòn đá nằm dưới, một hòn đá nằm trên. Nó có cái hình gọi là con mắt và mũi. À, thế à. Dạ, dạ. Ở trên hai con mắt, một cái mũi, dạ, và cái miệng. À. Nhìn đó, còn đá trên, còn đá dưới. Dạ. À, đó con nhìn lại đó thì con thấy đó là đá mặt quỷ. Tại vì con lúc con đi từ cầu Chi Thủy vào đây thì con lại tưởng đây là đá mặt quỷ vì nhìn trông nó giống cái mặt người. À. Thế còn chú nói là năm 74 là sâu nó bò từ phía đông vào là tháng mấy ạ? Không nhớ nữa. Nhưng mà rất nhiều ạ. Rất nhiều. Quá là hàng triệu, hàng vài triệu con. Dạ. Con sâu xanh. Dạ. 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 Cảm ơn chú. Đây là cửa biển Ninh Chữ, nơi Đầm Nại đổ ra biển. Đây là kè chắn sóng ở cửa biển Ninh Chữ, nơi Đầm Nại đổ ra biển. Đây là cảng cá Ninh Chữ. Và đây là quê hương của ông Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1967 đến năm 1975. Đây là cầu Ninh Chữ mới được xây dựng. Đây là toàn cảnh Đầm Nại. Đầm Nại rộng chừng 10 km vuông khi mà nó đổ vào phía trong huyện Ninh Hải. Còn ở khu cửa biển này thì nó chỉ rộng khoảng 300-400 m. Sau đó thì vào tới đây thì nó rộng, mở rộng, nó rộng ra khoảng một cây số. 500 mét đến một cây số, nhưng mà nó lại thắt lại ở lối vào làng Tri Thủy, làng của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1967 đến năm 1975, nơi có cây cầu Chi Thủy là cái khúc này đây. Đây đoạn này đây. Và nó ăn vào trong sâu thì nó nở rộng ra khoảng 10 km vuông. Và theo người dân địa phương là trước đấy có rất nhiều các loại hải sản quý như là con móng tay rồi con hà tiên sống ở đáy đập. Ngọn núi đây. Nếu mà tính từ cửa biển vào thì bên tay trái ngọn núi này đây chính là núi Trùng Sơn, nơi mà có chùa Trùng Khánh và hiện nay thì có thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ dành cho ni giới và tăng giới ở hai bên, ở chân núi và sườn núi, và nơi đó cũng có Văn Thánh Miếu thờ Khổng Tử, Tuân Tử và Mạnh Tử. Và ở cái sườn núi Trùng Sơn này ấy, là có cái hòn Mũi Dao, tức là một cái tảng đá rất lớn hình mũi dao dựng đứng lên. Và cái hòn Mũi Dao đó thì nó lại ngả ra phía đông bắc, phía bắc là cái vùng ruộng lúa. Nhưng mà theo những người dân địa phương cho biết thì năm 1974 thì nó bị, trong đêm có một tiếng nổ lớn rồi nó bị đổ, hòn Mũi Dao đó bị đổ, đá Mũi Dao đó bị đổ. Nhưng mà thay vì nó đổ về cái phía ruộng lúa ở phía bắc thì nó lại ngả về phía nam là cái phía trong núi, và ta nói rằng là nó báo hiệu sự sụp đổ của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Đó, nếu mà tính từ cửa biển Ninh Chữ vào phía tay trái thì đây là đá Mũi Dao, là một phần của núi Trùng Sơn. Còn bên đây phía tay phải là núi Mặt Quỷ. Đây là núi Mặt Quỷ. Đây, hòn Mặt Quỷ là hòn này. Xa quá không nhìn rõ. Đó, hình một con thú nửa người đang nằm. Và trên cái tảng đá đó là có cái đường nét của cái hai con mắt, lỗ mũi và cái miệng. Tôi thấy người xưa tưởng tượng cũng thật là tài tình. Tôi nhìn thì tôi cũng nhìn thấy là nó giống một gương mặt người thôi, nhưng mà cũng không thể hình dung ra được các cụ ngày xưa thế nào mà lại gọi là núi Mặt Quỷ. Duy chỉ có cái núi Mặt Quỷ ở dãy Chi Lăng, Lạng Sơn ấy, là cái ải Chi Lăng thì cũng là giống mặt người dữ tợn thật. Đó. Thì đây là quê hương của ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1967 đến năm 1975, là vị tổng thống của nền đệ nhị Cộng Hòa của Việt Nam Cộng Hòa, áo chung vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng mà trước đó là ngày 25 tháng 4 năm 1975 thì ông Thiệu đã rời Việt Nam Cộng Hòa, rời thủ đô Sài Gòn sang Đài Bắc, Đài Loan định cư, sang tị nạn, rồi sau đó ông ấy sang Anh, cùng là ông ấy sang Mỹ định cư và chết tại thành phố Boston, Mỹ vào năm 2001.